mẫu á. Chị đâu? Nắng, em đang nắng xíu. Rất nắng xíu. Thế mà nó hỏi vậy nè. Quay quay cái tâm rồi đó. Quay cái tâm. Quay thấy gì đó anh. Cái mẫu. Cái liền. Đây hả? Quay xưa ra. Đây phải không? À đúng, tự đông nếu ngồi. Về luôn á anh ơi. Phải, nó vô, mình vô, quay luôn đi bao cầm quay. Quay ở trên dẹp, quay ở trên xe ôm thôi. Quay cầm quay đi. Nó giật giật, nó hồi nó rớt. Bấm giữa không không? Bấm coi hả? Bãi xe nè mọi người. Siêu hiệu ở quanh Bình Dương. Siêu hiệu ở quanh mới khai trương nè mọi người đến tham quan mua sắm rất đông mọi người. Cơ sở hạ tầng rất đẹp. Mình đi một vòng để khâm khảo và mua sắm siêu thị mọi người. Siêu quà ai quên thành phố mới Bình Dương mọi người. Đến một lần trải nghiệm khu vui chơi mua sắm siêu thị ra quanh Bình Dương mọi người, khu mới Bình Dương mọi người mới khai trường. Mẹ ơi.